Hello, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Tolly. Hôm nay mình sẽ làm clip với bộ đồ Mac RP nha anh em. IQ này, Tại vì đây trong máy là của mình thì IQ. để tiếng Anh mà, nên mình cũng không rõ tiếng Việt Ờ, dịch là thế gì. thôi, Nên sao thôi mình cứ gọi tắt là bộ đồ Level 50 ở trong RP nha anh em. mà Tôi mình đoán gắng vậy. mãi gắng mãi còn bắn bắn mình bắn được 21 thằng. Trời đất, thấy từ nãy đến giờ đồng đội khoe bắn được hai mấy kill hoang IQ mang sợ đã tai lên chứ IQ nhở. quần nữa à xuống Thi đây. thoảng bắn thì được chứ còn mỗi trận mà bắn tầm hai mấy kill là cũng hơi bị Slow. dở hơi ăn cắm lợn đấy. Tại vì hầu hết là như thế, là thường là chỉ có hack làm được thôi anh em ạ. Mình thì Ok, cũng đối thi tượng thoảng dịch lắm mới làm được. đã phát. Rồi ơi, lâu quá chả biết chỗ nào mà bắn luôn anh em ạ. Mình là hạn chế đạo thôi, còn có đúng một băng đạn hai mấy viên này này, anh đâm cái gì? Bắn ai đấy? Ô, ở đây có người. Ui rồi ôi, headshot rồi. Vậy mà không đốt được thằng đấy. Đèn tiếp nhở, có tiếng trên bên này. May quá, tôi xin. Vừa kịp lúc hết đạn nó xong. Trận này thì mình sẽ gọi là để hiện mũ 3 nha anh em. Cái mũ bảo vệ mũ 1, mũ 2, mũ 3 ấy. Đây, đạn xanh, đây. Đây, 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 đây. Đấy, còn chờ sau thì mình sẽ tắt cái hiệu mũ đi. Rồi, đâu tiếp à? Trên đầu. Ôm mà nó của sao ấy, cái của tao nữa đi. nhìn cái tà áo nó đong đưa này, theo gió này, nhìn trông cũng được, cái mũ cũng hợp với cả bộ đồ luôn anh em ạ. Cái mất 4-5 kill của mình luôn ạ. Để mấy ông mà hack ở tắt hack ký nhá, không là chết dở đấy, hack bị ban nó vỡ mồm đấy. Gì à, tôi cái gì tôi mình hack cứ cả, phải gọi là hack mình cứ phải gọi là báo đội trước chứ không chơi mấy ông hack sợ lắm. Đợt trước mình cũng có, trời ơi lại có thằng ở đây nữa. Tại vì đợt trước mình cũng có kép không phải một thằng hack rồi anh em ạ. Bắn sợ lắm. Ác mình bị ban thì nếu mà chơi cùng hack thì không sao, có thể nhờ Vida Game mở cho. Để chơi chẳng may chơi cùng hack mà, nên chơi một ván thì vẫn có thể mở được. Biết hack chỗ nào, anh Lin. Đấy, mình chỉ bảo thì thôi chứ mình đã bảo là mấy bạn hack đâu. Chỉ gọi như thế thôi, nếu các bạn không hack thì thôi là quá tốt rồi. Các bạn để ý thôi. Đây đây đây, từ từ để mình chơi luôn thằng này luôn này. May cái bắn không được tao lại. Rồi xong luôn, mày quá. Da đen à, da đen của mình tắt điệu luôn anh em ạ. Một da trắng nhá. Không những da trắng còn chỗ đấy còn hồng hào nữa nhá. Đây 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 đây. Ui, ông này có skin ông có gì này, đẹp ấy. Tôi chỉ bảo thế thôi chứ chứ có bảo mấy ông hack đâu. Mà mấy ông hack thì mấy ông bị ban thôi chứ tôi có sợ gì đâu mà. May tôi sợ gì ban. Nick ông sợ cái gì? Ông nick tôi bị ban thì tôi vẫn nhờ mở được mà. Chẳng may mà chơi cùng hack thì vẫn nhờ Vida Game mở cho được thoải mái mà. Tôi sợ gì đâu. Mẹ. Tôi là giám đốc của Vida Game ấy, chủ tịch tập đoàn Vida Game mà không biết à? À, thế à? Đúng rồi. Ui. Thế nên tôi đã. Đây đây đây. Ông này nghe giọng quen lắm nha mày ạ. Tao hình như tao nghe cái gì ấy. Nghe cái gì là nghe cái gì? Hình như là Tony Sama đúng không? Tony Sama? Thằng Tony Sama là thằng nào? Mà liên quan gì đến thằng Tony Sama? À không liên quan. Ê chết, bỏ mẹ quên mất. Đấy, đang xin ông này khổ ốp. Đây đây đây, đây cho này, cho tôi xin. Đấy, ấy, ngon ngay, quá tuyệt vời luôn. Thì ông hết mức rồi nhá. Gì chứ cái ốp mà Godzilla xanh xanh nhìn trông nó vẫn đẹp nha anh em nhở. Đấy, sau này mà ra mình sẽ bảo Wagyu quay của đấy. Đây đây đây. À, hai ông kia ông ấy đuổi theo cái hai cái thằng đi con xe cúp. Đuổi tận đây anh em ạ. Sợ thật đấy. Thấy không? Một viên này. Ui giời ơi, bắn như thế mà đồng đội vẫn ăn á. Trời ơi. Một viên ốp với cả mấy phát súng bình thường của mình. Tôi chạy đây. Yếu lắm rồi mà cuối cùng còn không được. Cũng ăn được mạng, cày chứ nhờ. Ui, nó vừa nói chân xong kìa. Để ra được với sức lực của ai. Ôi, khỏi này. Ôi giời, thanh niên kìa. Trời ơi, tại sao không đi đường kia là đi đường này. Ngon phết. Thanh cư là mình vẫn ăn được một mạng. Không kịp cứu rồi. Về bên này là bán thính là sang rồi. Ôi giời ơi, nó đã ăn thính trước rồi anh em ạ. Thính rồi phát mình phi tốc hành đến lây luôn mà cuối cùng vẫn không kịp kìa. Trời má, bọn này nó lần thì tầm hai thằng này nó đuổi xuống chơi mình luôn rồi anh em ạ. Rồi thấy rồi. Hello bạn trẻ. Skin vừa rồi mình mới biết skin đâu. Không phải skin nghiêng người đâu, đây là skin kẹo sinh sống. Nhiều lần mình cũng chết bởi skin skill đấy rồi.
kỹ năng vẹo xương sống đi rồi. Thề trước cái mũ ba mà kết hợp với cả cái bộ áo này, quần áo này nhìn hợp nhờ anh em nhờ. À đồng đội tới rồi. Đúng rồi, cho bá. Xuống chơi luôn. Ui trời mai nó đắt kịp đến thành lên rồi này. Ây da. Ô. Lên 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 lên. Ô tại sao nổ rồi mà lên vẫn chạy được ta? Kiểu gì vậy? Đi ra giải cứu thằng không hiểu sơn đầu đất. Chết hoài à. Hai bộ này kết hợp với nhau, mũ với cả cái bộ này kết hợp giống như kiểu chúa tể thần chết nha anh em nhờ. Từ từ. Ê kia 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 kia. Thì không biết là nó bắn thính ở dưới này hay là ở trên kia đấy anh em ạ. Mà chạy phô đấy, đứng giữa đường, đứng giữa đồng. À thế rồi. Ui rồi ôi. Ngon quá. À mà rồi phần 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 phần. Nhỡ chẳng may ở trên tháp nó bắn xuống thì nhỡ chẳng may có thì vỡ mồm. Đây 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 đây. Cũng có một thằng. Ôi đồng đội mình bắn thính luôn này. À kìa, nó xuống kìa. Ồ, thấy rồi. Không biết phải thằng này hay không. Mà hồi sinh gì mà nhanh thế á. Bình thường mình nhớ là cái máy bay hồi sinh nó bay lâu lắm mà. Mình không để ý, tên cũng không để ý cờ cái thằng vừa rồi mình giết. Không biết nó phải cờ này và tên này hay không. À, được rồi. Cái quả lết cũng có thông báo diệt. Quả lết ở trong RP cũng có thông báo diệt nha anh em. Nhưng mà chưa có cơ hội. Chưa có cơ hội trải nghiệm anh em ạ. Để khi nào rảnh mình sẽ làm riêng một clip. Ui nhanh nhanh nhanh. Quả ba mặt thính. Ui quả này có hai thính à. Còn một ở đấy. Còn một ở đấy. Đâu rồi. Mark the vehicle. À thấy không. Không trùng nó mới đầu chuẩn bị đèn tin rồi. Trong bóng ra phía sau này. Ngay sau cái nhà kho kho đấy. Ui dồi ôi, bom không tối anh em ạ. Đi nữa thì được. Ngó mắt ra bạn ơi. Tới làm pha quick scope nào. Slap ạ. Ui không được rồi. Mày quá. Lại sơ kêu vẹo sướng sống. Được của nó đấy. Thằng này chết luôn à. Mà sợ thằng nào đang cam tính lắm anh em ạ. Chờ chờ trước mặt kìa ông ơi. Trước mặt kìa. Ui không được rồi. Thôi mình chụp bắn thôi đây. Đấy. Cái xe buggy này cái ông mà ngồi trên bàn thờ nó rất dễ dụng nữa. Ui giời không được rồi. Đồng đội mình nhanh quá. Anh em nào mà có nhu cầu mua bán đạc thì qua shop của mình là tonysama.vn nha. Đấy mấy bạn bán đạc thì liên hệ qua cái fanpage nhá, chứ không phải là cái Facebook cá nhân của mình đâu. Đấy, nhiều ông cứ thường là hay inbox qua trang Facebook cá nhân của mình ấy, thường là kiểu nhiều quá là mình sẽ không check hết đâu. Mọi người phải inbox vào cái fanpage gọi là Tony Sama Gaming nhá. Đấy. Cái link fanpage thì mình có để ở phần mô tả clip ấy. Rồi chạy tới tao nhưng mà tao đang lag. À đây rồi đây rồi. Trời má chạy xuyên đồi à. Cái kiểu tăng hình ấy. Má nhìn thấy. Số 4 kìa. Hey du. Ui giời ơi, không ăn thua rồi. Nhanh 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 không nó đứng lại nó cam mình chết. Nhanh số 2 không để rồi kìa. Ok, tớ xin nhá, một em. Còn đấy, chưa hết đâu. Đấy phải tầm 3-4 thằng đấy. Còn con này có này. Mày quá, tí nữa thì nó ra nó gạt đồng đội anh em ạ. Thằng này là chủ yếu. Cái dù chủ đích của nó là gạt đồng số 2 đấy. Mày nhá, không tí chết. Đây, đây, đây. Đồng đội đang ngồi phía bên kia rồi, mình sẽ ngồi phía bên này. Đây rồi bạn ơi. Đây rồi bạn ơi, tớ nhìn thấy rồi. Yếu rồi đấy, yếu rồi đấy. Cố gắng làm pha cận chiến bằng ốp đi xem nào. Ui đơn giản quá. Còn thua. Ui còn đúng một kill nữa à. Thế này mình sẽ xin đồng đội xem nào. Máy quá vừa xin. Ui dồi ôi. Hình như thằng vừa không kem mình. Để từ từ lấy máy ra anh em ạ. Vừa xin đồng đội kill cuối rồi. Để cho 15 kill cho đủ chỉ tiêu. Mà mình nghĩ là mình vẫn phải không phải ra làm cái khác rồi đâu. Chơi gió thế nào cút. Không vừa bỏ đúng không? Vâng. Thôi thôi, mình cho quả bom để cho lộ ra nó sẽ làm pha quick slap. Đồng đội còn chán còn đang ném bom nhau kìa, chán ghê. Đây quick scope nào. Chúng không? Let's go. Xong. Mày quá. Tí đi. 15 ở từ gái mới cứu rồi. 15 thôi, 20 mấy ông ăn như là ăn gì. Rồi mình sẽ thử vào trong tiệm này. Tiệm nước ngoài. Hello. Hello. It is show time. Hello.
Hello, mình đang quay trở lại đây anh em ơi. Trở lại thì mấy ông nhìn cờ thì một ông Ấn Độ, một ông Nepal, còn ông còn lại thì mình nghĩ nếu mà nói chuyện được cùng cả hai ông còn lại thì chắc là cũng một ở trong hai nước thôi. Còn Nepal hay là Ấn Độ thôi anh em ạ. À, ông này vẫn trồng súng đúng không? Hello bạn trẻ. Và thế không cho được chứ. Rồi xong rồi. Ủa, đang bắn nhau cứu không kìa rồi. Thử xin nhá, cái được mà em. Còn quá. Mẹ đang bị móc cái thằng trên nhà mà to quá. Ui, thằng nó đằng sau ấy. Ui rồi ôi, lại đồ ông nào ở đằng sau này. Ý chịu ôi. Trời đất rồi, đang núp trên mái cuối cùng thằng đằng sau nó bắn kìa. Đông quá. इससे पहले कई बार टूटा हूं वहां पे पर लैग नहीं हुआ था लोग ने डंग लॉकिंग है làm gì đấy anh em nào có nhu cầu mua bán thì qua shop của mình là tonysama.vn nha số bán hàng chính chủ của mình đấy thôi cứ nhảy đây chứ nhảy lại chỗ khu xa quá anh em ạ ô ngon vậy là chỗ này cũng có người này đang bằng thính ngon quá thính này là thính thường không phải xe đâu đang trong bo mà nếu không nhầm thì mình thấy ở trên ngay phần giữa sơn luôn kìa còn mọi người đừng nhìn thấy mình anh em ạ ngon quá cho Suka chứ còn cho Uzi ít đạn lắm ui không nóc luôn á mày định làm gì của nó già tuổi gì đừng bảo là có bốn thằng nhá bốn thằng thì mình sợ mình không chơi được đâu nhất là trong khi nó có gọi là cái đu dây nữa anh em ạ thằng kia thằng còn lại rồi đuổi hết rồi còn tiếng bên trái có tiếng bên trái có tiếng bên trái anh em à thằng này hình như đang định ném biết thì sao ấy tay đang dơ dơ ui ôi ngon chưa anh em quả thính rơi ngay đây này tự nhiên có cửa ra nào công đi trời ơi công đi sao nào ui ôi công đi sao nào một tim ngay chết ngay nhưng mà bọn này chắc chắn có sinh rồi và sao là mình lốc bốn thằng đều không gạt luôn chứng tỏ bọn này là lấy xe đi vào đây rồi anh em ạ tại vì lúc nãy chỗ này xa bo mà mình nhanh không là bọn hồi sinh xuống nó giết mình ấy anh em ạ rồi thêm em nữa ấy skin của Scar đẹp quá đây là skin gọi là nhà giàu đấy à, quên cái này là ạc mình mượn của Wagyu nhá anh em không lại mọi người lại bảo mình giàu chạy ra số 2 luôn thế đang này vừa bắn 2 ấy không phải vừa bắn 2 chắc đang ke bên dưới thế vừa bắn chết được một thằng rồi cũng chuẩn bị sẵn cái này đi còn gì còn đấy, cái này còn chạy được à thấy rồi này rồi thế thôi ô có xe đấy mày quá thì chết à Nepal lại còn để gọi là để tên không ký tự nữa quê thật đấy đi thì mình sợ nhất là mấy ông để không ký tự ấy sợ nhất là mấy thằng hack nó thường hay để như thế tràn sấy mù qua mắt rồi trời đất ơi này đồng đội vừa bị gọi là chứng tỏ bên đấy là có từ hai thằng trở lên nhanh đến dưới đến dưới này vẫn còn anh em ạ đông ấy không phải hai thằng mấy thằng mình đang định nhiều số to tỉa ở đây số thằng ở đây còn thằng phía bên kia đó ai đâu đang nằm này ơ vậy là hai team à ui nhanh trời đất ơi mình tưởng một team cơ có ra hai team anh em ạ có tiếng này đây bạn ơi đây bạn ơi trận này thì mình để ẩn mũ nhá để mỗi kiếm gọi là mũ của trang phục thôi rồi mày bắn bộ tao này cho mày chết luôn cho quả bom nhỏ đây này ui thằng này chạy nhanh thế không kịp rồi chạy ngay phía dưới chân mình này gạt này đã awesome. Hay rồi. Đây cứu đây. Có tiếng chân, chạy nào, đang chạy đấy này. Mình phải bắn trước thôi chứ còn nếu mà để nó... Ây dù! Ui ơi, đấy chưa? Vừa bảo xong để nó ném bom chỗ này, kiểu mà ngồi một chỗ mãi xong để nó ném bom chỗ này là tỷ lệ chết là cao lắm anh em ạ. Cán hết.
nếu mấy thằng này ngạt thế anh em ạ. Indo rồi. Rồi bố này rồi. Rồi đây rồi. Úi skin quá đẹp anh em nhỉ. Mình tắt âm thanh rồi chứ không có âm thanh ấy. Ui thằng nào đây. Ui em xin lỗi. Mày quá. Phan. Mình hết độ sinh rồi đấy. Thằng này chết là chết hẳn luôn đấy. Thằng nào bắn đi. Mình ghét dùng con lân ở mỗi cái điểm này này. Cứ mỗi lần biến đi biến lại rất là chậm. Trời má, tôi thòng rồi, phải lấy xe đi rồi. Nhiều quá. Tầm này chóc phán thôi anh em ạ. Tôi thử phán rồi. Mấy thằng rồi không có sinh à? Nợ phán không thể trốn à? Đây đổi cái xe này, chứ không ông này ông ngồi trên bàn thờ là dễ dụng lắm. Tầm này mình cứ phải có đồng đội cover, chứ còn một mình mà đi kiểu solo squad đầu mùa là dễ tạch lắm anh em ạ. Danh thì cũng danh kim cương rồi, chứ không phải là gọi là danh bạch kim hay vàng. Đầu mùa mà danh kim cương nó giống như kiểu như là danh A với cả danh bậc thầy của Việt ý. Ô, có tiếng. Có bạn nào khịa ấy, đang định vào Puliana mua ít đồ. Thì có thằng nó khịa. Xem nào, lên trên này xem nào. Lên trên mái ngon nhất, tôi không được rồi. Lên mái kia đi, tại vì hướng bắn ở phía chân đồi mà. Lên, let's go. Góc hơi hẹp không lên được rồi. Lại nào. Hay dụ. Rồi lên rồi. Ui giời ơi, vừa lên phát đấy hai thằng chạy luôn này. Mày định làm gì? Mày định làm gì? Chết ngay. Chỉ chứ bắt lạt ai? Malaysia. Chưa đủ tuổi. Ôi thằng này chết luôn sao nhá. Hình như nó không còn đội. Đây, và trong này là mua một cái giáp rồi, chứ còn mũ thì mũ vẫn ngon em ạ. Những cái xe màu vàng nhỉ, đẹp nhỉ anh em nhỉ. Ở trong game này thì mỗi con xe này màu kiểu vàng óng ánh này thôi. Còn đâu là kiểu toàn vàng trơn, vàng đậm đậm màu thì mình không thích cho lắm. Có gì không? Mình đang không có red dot nhỉ, mình thay cho khẩu của nó ra. Chứ... Ô, trời má, cho mình... No. Không lấy đâu bạn ơi. Tôi không lấy khẩu này đâu. Giờ còn gì nữa đâu. Cảm ơn nhau kìa, tranh thủ. Đường góc này cho xa xa tí. Mình không biết là đồng đội bắn lượng có ổn hay không ấy. Chưa thử tại vì mình cũng chỉ thấy đồng đội bắn tầm xa thôi. Ôi, có tiếng xe. Thằng đi luôn hay dừng lại? Ui giời, dừng lại thì thôi. Phắn ngay còn kịp, không có đứng trên là dã xuống bây giờ. Vừa mới nói khỏi mồm xong. Thấy chưa? Đấy, quả bây giờ mà nốc là nó cho ngay quả bom này chết. Nó mà cho quả bom ngay đầu hầm thì không tài nào mà chạy được anh em ạ. Đấy nhá. Ôi, xuống nhanh. Chỗ này nguy hiểm lắm, bên kia đang có khói kìa. Úi dồi. Awesome. Bắn gì ấy? Mark the location. Đây, lên xem có ông nào không. Đấy. Im mắng thế nhờ, từ nãy giờ im mắng quá anh em ạ. Mình đợi mãi sốt ruột thôi, tôi lấy xe đi lượn xem có thằng nào nó xông ra nó bắn mình không. Không thấy gì, chả lẽ chết rồi. Nhờ, xe thì vẫn đây. Giờ bảo hai team nó bắn nhau, mình cố gắng xông lên móc được anh em ạ. Nó bắn nhau với cả cái chỗ nào phía nhà kho ấy. Rồi, thì những cái đèn rồi, thấy rồi. Ôi giời ơi, ui tận hai thằng rồi đó. Trời ơi, rồi. Vãi chưa, một pha đâm xe. Đấy là người chết phải gọi tức tửa lắm đây này. Đồ ông này. Đồ mùa đi núp à? Đi núp chắc kiểu về dành ấy. Bắn nhau phía bên nhà kho kìa. Phía bên cái nhà nó đỏ ấy. Rồi, tại vì phía nhà đỏ là có bờ rào các thứ mình không có công trước. Còn hai thằng vừa rồi ở đằng xa nó lag ấy. Nó lag thì cũng không nhìn thấy hòn đá luôn. Đây mình thấy nó đồng không mông quạnh thì mình xông tới mình chờ nó trước. Ai dè là cả hai ông ống núp ở đấy ạ. Tưởng nhìn xa thấy mỗi ông thôi mà. Đâu hết rồi bạn ơi. Thấy không thằng cái đẩy cái phòng em ơi. Không kịp bắn, mẹ thằng này nhanh thật đấy. Nó nhân cái lúc, ui, Bucky vừa tới anh em ạ. Nó nhân cái lúc mình bắn bọn kia thì thành ra nó chạy ra ăn thính luôn kìa. Về độ đẹp thì nói chung cái bộ này thì phải nói nhà nhở, ông nào mà chuyên đồ RP đi thì nói chung là một trong những bộ đồ cũng khá đẹp trong RP.
của các mùa. Đấy, em mình nói thế. Kết hợp cả mũi đinh thì quá là đẹp luôn. Còn đối với mình thì kiểu như mình thì có cái tính là chơi một hai ngày hoặc là chơi một thời gian liên tục với cái bộ này thì mình sẽ thấy cái bộ này nó không đẹp nữa và chán đi. Và thành ra sẽ thấy bộ khác đẹp hơn. Cho quả bom này. Ui, một lần nó chạy loang ngoang như kiểu. Nói chung là ở trong cái RP mùa này thì bộ đồ này là đẹp là một nhá. Thứ hai là có cái quả bom ấy, quả lết ấy. Có thông báo diệt cũng khá là gọi là đủ tiêu chuẩn, khá là ok để cho mọi người là mở RP nhỉ. Okay. Và bây giờ thì có cả cây RP xong rồi hoàn trả lại bằng UC kia làm nhiệm vụ mà. Đấy, thoải mái luôn, anh em cứ phang RP mà làm. Đấy, cái bộ này với cả cái quả lết thông báo diệt ấy. Ui, ông này có... Ôi, hey, bro, can you give me AWM? AWM. Can you give me? AWM, dạ, 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 AWM. Thank you, thank you. Thank you so much. May quá, mình sẽ cố gắng bắn một ốp này. Ốp thì bắn tầm xa được chứ còn hai quả kia thôi. Mình nhớ là trước đây có hai quả lết có thông báo diệt thôi anh em ạ. Một quả là Halloween, còn một quả thì nó kiểu vằn kiểu màu xanh ấy. Nào, bên trái mình thì chắc chắn nó có hai thằng ngồi. Bên này thì còn một thằng nữa, mình không biết là lẻ hay là trung đội đây. Không biết là trung đội cả hai thằng bên trái đây hay là lẻ nữa đây. Kiểu nó chạy kiểu lấy lần chạy này. Một cái bạn ơi, rồi không ngồi rồi anh em ơi. Ui, đằng sau nó móc kìa anh em ơi. Trời má, nhanh chứ. Mày móc ai? Còn nha. Nào, cũng đang lấy hai like nào. Cũng còn tập này là mình sẽ từng xa đấy là bắn được nó bằng cờ ra rồi đấy. Còn này mà chết nữa thì hơi ngu người. Lên đi. Lên. Lên này. Này thì làm một chúng tôi này. Còn thằng đằng kia nữa. Vậy là trung tim rồi anh em ạ. Trung tim rồi. À, sợ quá. Chỉ sợ bị kẹp. Ôi giời ơi. Ui dồi ôi, quả bom nó đau quá. Thằng này chắc là có chích ném bom xa rồi. Nào, ngó mặt ra xem nào. Ngó. Không ngó quá. Nói gì đây? Trời ơi, mình có hiểu đâu. Đồ bộ cơ kiểu. Mình chả hiểu gì. Nào, ngó mặt ra con đây. Ui dồi ôi. Cái này chắc cũng kiểu biết bắn đấy anh em ạ. Biết bắn mà. Một viên rồi anh em ơi. Quả đấy mà headshot thì ngon luôn. Mà thằng đấy mình nghĩ là ngoài bo đúng rồi. Ngoài bo. Cho mày chết. Khựa à. Khựa, tao gặp hết anh em ạ. Thằng này ngoài bo rồi, không sống đâu. Ôi tôi chết cha, bắn nó một mình rồi. Ui giời ơi. Dần chơi với bản đấy. Indo và đi ghép cả cửa. Sợ là không trúng anh em ạ. Chạy bo đi bạn ơi. Đúng rồi, chạy bo đi kìa bạn ơi. Chạy bo đi. Giờ gì ở tí mình sẽ bắn nó viên cuối cùng bằng ốp nhá. Không biết có được hay không hay là nghịch ngu đây. Ui giời ơi. Quá yếu luôn. May là tôi từ. May là tôi chết cha vướng cái thằng đá. May là headshot luôn. Đi chết. Chả hiểu nữa mà ông cười gì đấy. Chắc kiểu cười thì nghịch ngu anh em ạ. Quả đấy mà không được top 1 nữa thì chắc là ngu người lắm ấy. Hôm nay là ngày bao nhiêu nhỉ? Hôm nay là ngày 18 tháng 11. Thì ngày hôm qua là ngày 17 tháng 11 là bắt đầu đi xét danh. Thì ngày hôm nay là ngày thứ hai là mùa mới. Thì hiện tại mới chỉ có danh kim cương thôi. Mà đầu mùa ai cũng danh kim cương với cả chủ cùng lắm crowd thôi. Có mấy ông cây sĩ tôn không nói rồi nhá. Đấy, danh kim cương mấy bạn trong tương lai, mấy bạn nào mà kiện kiện mình bảo bắn danh kim cương thì đây. Mới là ngày thứ hai của đầu mùa thôi nhá, chứ không phải là ấy đâu.